nên nói với con như thế nào để con tự giác học tập, tự giác làm việc. Thì đa số mọi người thì hay nói với con những cái câu như thế này: con học bài đi, hay là con phải đi, con đi đánh răng đi, con ăn rau đi, con phải này ABC, con phải cái kia X, Y, Z. Nhưng mà trước kia là Lý cũng hay nói những cái câu áp đặt như vậy, nhưng mà mình nhận ra là mình không hề có hiệu quả. Kiểu gì thì bạn ấy cũng trì hoãn hoặc là đi làm một cái việc mà miễn cưỡng. Anh chị có thấy đúng không ạ? Và Lý đã nhận điều đó, và Lý đã nhận ra được điều này từ khi Lý bước vào nhóm rèn luyện thân tâm trí. Lý biết sử dụng ngôn từ tích cực nói với con, vì con là tiềm thức của mình, bản thân mình không thích ai nói như thế, và ai cũng thích được khen, ai cũng không thích chê bai và sai khiến, và các con mình cũng vậy. Vậy thì mình hãy tập sửa ngôn từ và nói với con những gì con muốn. Mình chỉ có thể truyền cảm hứng cho con chứ không nên mang lời lẽ hoặc là áp đặt con. Thay vì đó, con hãy đi đánh răng đi, thì mình sẽ kể cho con nghe một câu chuyện truyền cảm hứng. Ví dụ như là ngày xưa mình kể, hay là xưa hồi là mẹ cũng hay quên đánh răng nên là bị sâu đục mất cái răng, phải đi bác sĩ nhổ, rất là đau. Từ đó, đó ngày nào mẹ cũng tự giác đánh răng để cái hàm răng luôn trắng xinh như thế này. Là hoặc là hồi bằng tuổi con đó, thì là mẹ cũng không cần bà ngoại ru, mẹ còn nhỏ thì mẹ đã biết ăn rau, và ăn rau thì nó tốt cho cơ thể, nó giúp cho da mặt mình đẹp không bị nữa. Nên mình sẽ nói những câu chuyện như vậy. Từ ngày mà Lý học cách nói chuyện với con mình thì thấy là con mình dần dần cải thiện và tự giác làm mọi thứ. Quan trọng nhất không phải là liền là kêu làm đi, mà là cho các con làm việc này để là có lợi gì, có lợi ích gì, và điều gần nhất là anh chị cũng phải làm gương. Đó chính là chính miệng con trai Lý nói ra, là thấy Lý ngồi học từng tuổi này mà mẹ con ngồi học thì con đang đi học mà tại sao con không học. Thì bắt đầu từ lúc ấy tới bây giờ thì em ấy đi học về thì em ấy tự đem tập, đem vở ra làm cho xong bài trong lớp, làm bài tập rồi học bài xong hết mà không cần nhắc nhở luôn, và tự đặt mục tiêu cho mình học tập nghiêm túc như thế nào. Và sau hết cấp 2 thì con Lý đang học lớp 7, thì hết cấp 2 là con sẽ đặt mục tiêu vào trường nào luôn các chị. Em chị chỉ cần thay đổi mình thì con mình nó sẽ nhìn thấy và nó học theo. Và trong câu lạc bộ thì đang có một cái chương trình doanh nhân chạm tới hóa vàng, và được tặng một cái chương trình là cha mẹ thông thái dạy con thành tài. Các chị nào có nhu cầu thì hãy nhắn tin hoặc comment bên dưới cái video này để Lý hỗ trợ chị nhé.